con từ thu muôn cao yêu ngàn mây tiên đạo đại nàng đã bên con con còn biết trên làm nóng giọng trước khi ra sân khấu con có thói quen là phải hát tiếng rưỡi nóng rồi hôm nay cái đặt âm thanh đã lắm luôn á. Anh hát cả ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay hát liên tục như vậy sức đâu mà anh hát? Sức đâu mà anh hát? Phải hỏi Chúa, hỏi ông trời. Thì là nó thành thói quen cái nghề. Có những người ta quay phim quay 2-3 ngày trời thấy mệt, giác máy nặng đến chết luôn. Đó là cái nghề của ta đó. Những cuộc phóng viên này cũng vậy nè. Nhà báo quay mà liên tục mấy ngày trời nằm từ sáng đến chiều cắm trại ngay chỗ trại sân khấu đó. Không ngồi ghế mà đi đất nữa. Mà vẫn còn kiên trì. Hay là giày vì là số xưa đó nên là giày dép phải xưa luôn à, rất là xưa nha, giày dép được xưa hết. Đây là trang phục như vậy nè, thấy vậy thôi chứ còn kỳ công lắm đó, làm còn khó hơn làm đồ hiện đại, đại dễ lắm. Còn đồ xưa phải tính toán, phải tính lượng rất đúng, cũng xuất sắc. Từng cái nút, cái áo, cái màu sắc thế nào ra sao. Người bộ đồng hành báo mọi người biết được, tôi thắc nha, bất kỳ ai mà đi mua được cái áo này á, tôi tặng hết cái tài sản áo quần của tôi luôn. Tôi tặng hết cái tài sản áo quần của tôi luôn. Còn nữa chưa? Tôi hứa luôn, anh đang luôn. Đi mua được cái áo này, nhìn nó giống cái quần này nè, nguyên bộ ha. Tưởng nguyên bộ hả? Không có đâu nha. Dạ, là tôi phải đi mua ở bên Pháp hai cái quần size 50 đó, và một cái bên Sinh, cái bên Thái đó. Cái quần này nè, về xả ra hai cái quần, xả ra hết nha, cắt lấy vải may thành cái vest này. Một cái áo, một cái quần này biết nhiêu tiền không? Trời ơi, dã man lắm đấy. Ủa, vest sau đó nó không có làm cái áo này, nó chỉ làm áo này thôi nè, nó khắc nghiệp rồi đó, nó dài như cái mền đó, nặng hơn nữa, nó chỉ khoác được ở ngoài thôi, chứ mà mặc nguyên bộ này là không thể nào được hết trơn á. Lẽ mùa nào cũng mặc đó. Thế là nhờ một đứa con thân yêu tại Paris, đó là Nguyễn Hải Long, đó là trùng chuyên đi săn đồ xong rồi gửi về ship cho mọi người đó. Săn hai cái một lúc khó lắm nha, nó không cho may mua hai cái một lúc luôn, mua từng cái nó khỏi phải quay trở ra đều vô một cái nữa, giả man vậy. Vậy sương sương cái sào đồ này là ăn hồng hòm là sẽ bao nhiêu xuất hát của anh? Cũng không biết nữa, đầu tư thật ra đầu tư áo quần để đi hát á, nó được cái là mình hát hoài cũng 5-10 năm luôn, có lợi gì lắm. Mà thấy nhiều người sao cũng đầu tư gì hết trơn, mình vừa mặc đẹp mình vừa có đồ đi hát xịn sò, lại là còn để nó xài hoài luôn. Có những cái áo xài chứ 10 năm có thiệt luôn, mà chịu đầu tư gì hết trơn à, mặc cái gì đâu không à. Như cái này vậy nha, đây là không đố mẹ LV có cái này luôn, đố cho tiền luôn, không bao giờ có. Tại vì đây làm từ một cái khăn nha, phải mua hai cái khăn này để lấy được hai cái chữ đối xứng vậy, chưa? Đó, phải mua hai cái khăn cắt hai bên vậy mới ra được cái này nhá. Đấy, sẵn giới thiệu luôn. Còn đây là một loại vải nhung, tôi cũng đố đi tìm được có ở đất nước Việt Nam này có cái màu này nha. Là tôi thua trắng cái gì cũng thua hết cân luôn. Đây là một cái thương hiệu vải nhung của Ý nha, do mấy em tailor của Nike đó, một cái thương hiệu đồ vest đó, may ủng hộ và tài trợ cho Hưng cái show này nè, cũng mấy bộ nè đó. Cái màu này tìm khắp hết tất cả những chỗ nào mà nhiều vải nhất của đất nước Việt Nam này luôn, rồi cũng không bao giờ có được cái màu này luôn, một nửa thì cũng không được luôn, màu lần lần kỳ lắm không ra. Thế là nhờ Lê Hoài Nam đó của Nike tìm vải từ bên Ý nhập về với Hưng để may cái áo này đó. Chứ Tango thì cũng đã mặc một tím màu đỏ mà trắng quá nhiều rồi, nhưng màu xanh này rất đặc biệt, nhìn cái màu là chịu liền lập tức luôn. Riêng cái bộ này đi qua bên Sinh để mua giày, lúc đầu đi qua bên Sinh á là đi mua giày cho nó rộng chân, tại bị thương á nó sưng lên á, mua ở tùy giai đoạn, lúc nó hết sưng là giày rộng hết rồi đó. Thì không quá qua đó mua xin mua giày đó, thì mua giày xong rồi thì nó lại lòi ra cái bộ đồ này đẹp quá, nên xin là Bana đó. Đây là hốt này luôn, cái bộ đồ này gần 3 đôi giày. Còn giày thì sao anh? Đôi này, đôi này. Hai cái đôi này nha. Cái đôi này là do Hưng đi vào trong Vina giày đó.
Linh thấy đi tìm cái màu này nè, để liên quan tới cái bộ đồ đó đó. Bộ đồ khỉ ma này nè, trời ơi nó khó kinh khủng khiếp. Đôi giày nào ở nhà tôi cả 700-800 đôi giày mà không tìm ra cái đôi nào để nó ăn vô cái quần này hết. Thế là phải đi tìm, đi săn, không chỗ nào có hết. Đi hết tất cả những tiệm giày từ Nguyễn Đình Chiểu rồi là ôi sao tùm lum hết trơn. Rồi có nhưng mà là giày nữ được không, màu da mình vô hỏi giờ muốn đặt cái này cho nữ nè, không làm thì da là nó mua giày nước bạn gì nó nhăn nhiều vô rồi đó, nó không có màu nó không làm. Thế là mình đi đại vô thôi, cái đứa em trợ lý nó vô Vina giày đi vô đó thì tìm cũng không có sản xuất màu này luôn, màu đậm không à. Tại cái màu này khó mặc lắm, không ai dám mặc đâu, chỉ nghệ sĩ thôi. Xong rồi thấy trên tường ta treo bốn cái miếng da, lấy khúc giải mình cái áo nè dí vô cái là dí liền lập tức luôn. Xong rồi á nói là em ơi em chụp hình anh đi, anh tới đây nè, rồi hỏi sếp em á là có thể bán lại cho anh cái miếng da này không đó. Thế là về nhà cũng nằm chằn trọc chờ tin tức từ mấy em đó, quyết định bán miếng da đó cho Đào Minh Hương. Xong đem qua chú Ngọc á, chú Ngọc đóng giày mà nổi tiếng Sài Gòn đóng cái mình đôi này rồi chưa, phải đi qua Đông Hải rồi phải tìm tiếp đó cho hài lòng đó. Tìm giày Đông Hải thì có rải rác khắp nơi, thế là mình cũng tìm được cái đôi giày đẹp bên đó của nữ á, cũng là của nữ luôn. Nhưng mà để sản xuất một cái đôi giày riêng mình nó mất công lắm, tại người ta sản xuất một cái form giày mẫu ra ha, xong tới lớn hàng loạt luôn, mấy ngàn đôi luôn. Còn một hai đôi mình cho được đôi tốn công làm, mình nói ok mình trả tiền form luôn, mình chấp nhận hết tất cả mọi thứ chỉ cần làm cho mình cái màu giống vậy thôi. Cuối cùng là cái em trợ lý đó, em quản lý đó, em nói chuyện với lại ông sếp và sếp sau thì cuối cùng nghe là fan cứng của Đào Minh Hương, hồi xưa đã từng tặng giày cho hơn rồi đó. Thế là chấp nhận đóng cho bốn đôi, không theo một mẫu nào của Đông Hải có sẵn hết mà theo ý Hưng đó. Nó phải vòm cái này dày lên cho sưng, cái chân Hưng bị sưng á đó, cho nó rộng rãi không bị chập đấy. Còn cái đôi này nè, lâu lâu mới gặp được một đôi này nha, trời ơi thích ơi là thích luôn, còn luôn tin lâu lâu mới gặp được đôi đúng ý, vừa bóng đen vừa cao cổ vừa cao gót mà lại để đỏ nữa, làm sương sương. Tại vì tôi bị cái bệnh tôi biết rồi, tôi mua từng mua rồi. Và bữa cái xài lại bị móp bị méo vậy kiếm ra. Nó qua được thôi à. Có đôi giày con này, cái đôi hoàng tây này dễ thương lắm. Đôi giày nè, của anh Hoàng Tây. Đó, ở trên này có anh Tám. Mình biết ảnh từ lâu rồi, mười mấy 20 năm nay này, anh chơi thân mình lắm. Đó, anh làm cho mình mấy đôi giày này nè. Đó, à, rất vừa ý mình luôn ngày xưa nha. Đấy, còn cái đôi này, trời ơi. Mua 800 năm bây giờ mới xài lại. May quá nó vô được cái áo, đẹp thiệt đẹp luôn, nhìn rất là chất luôn, mặc lên trời ơi nó vô cái áo với quần với nịt. Còn đây là bộ đồ đôi giày, chưa có một cái ca sĩ nào mà nó sung sướng mà nó từ trong trứng nước ra như Dương Trường Vũ. Toàn bộ nguyên cái bộ đồ, mấy bộ đồ ổng mặc trên người trong show này là tôi lo từ A tới Á, thì thiếu quần đó không lo nữa thôi đó. Áo sơ mi nơ dây nịt cái gì cũng khỏi tôi hết, sướng quá sướng mà. Có một cái quần hắn mặc nha, Burberry nha. Trời ơi, nó mặc lắm. Tôi đâu có mặc được đâu. Tại vì tôi cần đưa cái bài, cuối cùng tôi soạn. Lúc nào tôi soạn cái bài là bài tôi là lý tưởng cho tôi hát. Rồi sao nó nhiều quá đó. Bàn giao, tin hát cái bài này đi, nó hay, nó cần tiết mục sôi động. Cái ông ôm tiết mục đó, thì tôi phải cung cấp cái quần sĩ nóng le đó, caro. Mà lúc nó mới vừa ra tức thì luôn á, là mua liền luôn á. Đâu cái quần đó, mình 60-70 gì đó. Quần nó không đó nha, quần không đó, xong phải cắt ra, rồi đầm may thêm áo cổ lọ màu vàng, cái áo khoác màu vàng, túi trần may để cho nó matching với lại bộ đồ cho Nguyên Trường Vũ. Vậy anh hòm hòm nguyên cả một cái kho đồ này là xương xương nhiêu anh? À thôi, nói giá rất kỳ lắm, em đầu tư đi hát đôi giày, à đi tiếp mục này có đội nón nha, có tiếp mục đội nón bài Mi lên, rồi nói gì vụ nón, một nhỏ em thân yêu quý đang ở Mỹ, nói em chạy lên Las Vegas á, em đang chơi đó, em chạy vô có cái chỗ ăn nón, mình chỉ đường đi luôn, mình biết chỗ cho ăn nón luôn, ở cái casino nào luôn, vô quốc trình 5 cái nón rồi gọi qua Pháp, con ơi mua giùm 32 cái nón, một cái nón là 1.600 phút thôi, 1.600 mua 2 cái rồi cũng không bằng cái cũ. Mà cái này tại cái tính tôi cầu kỳ á, muốn cho nó đúng á, xong rồi lửa cho cố sát vô, rồi cái kia nó hơi bị Paris quá, là không bị Hồng Kông, không được Hồng Kông đấy. Cái bộ này ở Hồng Kông đẹp lắm, à, có đem kiến tròn nữa, đúng chất luôn. Có cây gậy, à nói về cây gậy mà tôi mua để chống đi, để chống nào đó, cuối cùng nó có đất xài rồi.
mua từ lúc què tới lúc lành không có xài được cái này chứ. Lành rồi cái cây gậy mới về tới đó. Còn cái giải quần xanh đen này hả, bộ đầu tiên rồi phải lựa biết bao nhiêu quần xanh đen luôn để nó ăn vô cái áo Gucci này nè, áo màu này nè đó. Tôi gan lắm, cái áo người ta đang về phải không đây nè, nó có một tia dài này nè, cắt luôn, nói túi Trần Thảo ra chừa nhiêu đây thôi đó. Nên là mấy cái hãng nó bỏ tay với tôi hết, không bao giờ có phiên bản nào có y trong hãng hết trơn ấy. Nên đừng có theo tôi nha đó, biết chế tới chế lui. Chân anh là đã khỏe mạnh bình thường lại rồi đúng không anh? Nè lúc mà bị ở Mỹ về nè, ghé về Nhật mua cái đôi dép này nè cho nó rộng nè đó, đã chọt vô nó thoải mái. Là 10 bộ đúng, 10 bộ 10 đôi dài. 10 bộ 10 đôi dài chứ không có lặp lại nào nè, ghét nhất là lặp lại, không bao giờ lặp lại.